Chào anh nha. Anh ở ngoài Bắc Giang. Cái con thỏ sấm ấy, cái con mà em bảo em đang ép đẻ, nó đang trong bên trong lưới ấy. Còn con trong lồng này con mồi của em nhé. Đó, con thỏ sấm này anh này. Đó, em đang quay con thỏ sấm đấy nha. Em đang ép đẻ. Bên trong tí là cái con của nó. Một cặp con đấy. Một cặp chim con đấy. Đó. Chim con. Con bố đang đang ngủ này. Đó. Chim nó đang rất là sung, ép đẻ cho ăn dinh dưỡng đầy đủ, rất là sung. Anh đem về anh tập ít bữa này anh bẫy thôi. Con này em mua của ta 3 triệu. Anh ngồi ngoài Bắc Giang thì em cũng để em chia lại cho cái vốn cho anh cũng 3 triệu luôn. Anh chịu cho em tiền xe nhé. Anh coi cặp con của nó kìa. Cặp này là cặp thứ tư, thứ năm gì đó. Con chim chim mái đang ấp ở trên nè. Đó, con mái đang ấp trên anh thấy không? Đó, cái chuồng mái, con mái đang ấp trên đó. Ấp sắp nở rồi. Còn cặp chim con ở dưới này nở được hơn 10 ngày rồi, em chưa tách ra. Thổ sống rất sung anh nhé. Anh thấy cái cặp chim con nó đang đi tiến lại gần, anh thấy không? Con mồi này nó vẫn đang đây thôi. Thổ sấm chuẩn lắm anh ạ. Cái con này là con duy nhất em đăng lên trên kênh YouTube của em ấy. Anh thấy không? Chim như vậy là chuẩn sung chưa? Cái cặp chim con nó đang đứng kế bên nữa. Cái này mà em bán con này cho anh rồi thì em phải tìm cái con khác để em ghép với cái con mái đang ấp ở trên gì kìa. Anh đồng ý mua thì điện thoại cho em cái số điện thoại 0976116539. Cái số hôm qua anh gọi cho em đó. Mà em kè vô phát nữa là cho nó gù phát rồi em tạm dừng cái clip ở đây nhé. Chuẩn chưa? Thực ra thì bây giờ em đang bận nhưng mà thôi em hẹn hẹn anh là trưa hoặc chiều nhưng mà thôi giờ em quay luôn. Phần của em sớm nhá. Thôi em tạm dừng clip đây.